Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Khê cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thế Anh, 35 tuổi, trú tại Đức Phổ, Quảng Ngãi, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản tại một số trường đại học. Trước đó, vào cuối tháng 10, nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng liên tục xảy ra các vụ trộm cắp mà tài sản chủ yếu là laptop. Nhận được tin báo, Công an quận Thanh Khê đã khẩn trương vào cuộc và xác định được Trần Thế Anh là thủ phạm gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp nói trên. Đến ngày 17 tháng 11, Công an quận Thanh Khê đã bắt giữ được Thế Anh khi đang lẩn trốn tại quê nhà. Làm việc với cơ quan công an, Thế Anh thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Bằng dáng vẻ trí thức, Thế Anh dễ dàng trà trộn vào các trường đại học ở Đà Nẵng và trộm cắp nhiều laptop để trong các phòng làm việc và phòng giảng dạy. Qua xác minh ban đầu, Trần Thế Anh khai nhận đã thực hiện được trót lọt 4 vụ, 7 laptop tại các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.